cuộc đời sang trang mới nếu bạn nắm rõ quy luật 3 trên 7. Cuộc đời, với tất cả những biến đổi và khó khăn, đôi khi có vẻ như một cuốn sách đang được viết. Và nếu bạn đã từng nghe về quy luật 3 phần 7, bạn có thể bắt đầu thấy cuộc đời của mình giống như một cuốn sách đang chuyển sang trang mới. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá một khía cạnh thú vị của quy luật 3 phần 7 và cách nó có thể thay đổi cuộc sống của bạn. Chúng ta sẽ đi sâu vào ý nghĩa của quy luật này và làm thế nào bạn có thể áp dụng nó để tạo ra cuộc đời sang trang mới đắp đầy niềm tin và hy vọng. Hãy cùng nhau bắt đầu hành trình khám phá quy luật 3 phần 7 và biến cuộc đời thành một câu chuyện đầy ý nghĩa và thành công bạn nhé. Đầu tiên, chìa khóa để quyết định thành công hay thất bại của một người đó chính là 3 phần do cách làm việc, 7 phần do cách làm người. Trong tiêu giao du có một câu chuyện kể về hai động vật nhỏ là chim hồng tước và chuột chuỗi. Chim hồng tước là một loại chim rất nhỏ. Bởi vì nó được sống trong một khu rừng lớn mà luôn luôn cảm thấy đắc ý. Nhưng trang tử nói rằng thực tế chim hồng tức chỉ cần một nhánh cây là đủ làm chỗ ở cho mình rồi chuột chuỗi cũng vậy nó đi qua con sông nào nhất định sẽ uống nước ở đó và nghĩ rằng bản thân đã uống nước của cả con sông nhưng nó nào biết nước nó uống chỉ giới hạn trong một cái bụng người cũng như vậy tầm mắt thường cao hơn năng lực cái miệng thường nhanh hơn suy nghĩ như vậy rất dễ chuốc họa vào thân cuộc sống mỗi người đều có giai điệu riêng có lúc đi được nhanh có khi trôi qua chậm có lúc sống sang có khi nghèo hèn đó là chuyện làm người cần phải hiểu được. Thứ hai, trong việc theo đuổi đam mê sự nghiệp, muốn thành công, ba phần do cá nhân yêu thích, bảy phần còn lại cần sự bồi dưỡng những mặt chưa tốt mà thành. Đôi khi thay đổi góc nhìn của bạn lại làm cho cuộc đời nhẹ nhàng hơn. Có một câu chuyện thế này, Trang Tử có một người bạn tên Huệ Tử. Một hôm nọ, vua nước ngụy tặng cho Huệ Tử một hạt giống lớn và nói với ông ta rằng đó là một hạt giống rất đặc biệt. Huệ Tử về nhà và trồng hạt xuống đất, chờ hạt nảy mầm. Chẳng mấy chốc, hạt giống kia phát triển thành một quả bầu hổ lô to bằng một ngôi nhà huệ tử bắt đầu lo lắng vì vốn dĩ vỏ bầu hổ lô thường dùng làm muống múc nước nhưng quả nhà mình thì quá lớn lại nặng như vậy ai mà nâng cho được khi nghe bạn kể phiền não của mình trang tử liền cười nói quả bầu hổ lô này nếu đã không thể dùng múc nước được vậy tại sao không chịu dùng nó như một chiếc thuyền trôi nổi dùng để kiếm ăn di chuyển trên sông lúc này huệ tử thông suốt hẳn thật không ngờ thứ mà bản thân coi là gánh nặng hóa ra lại chính là một báu vật. Hầu hết những thứ hữu ích và vô dụng mà chúng ta thấy đều xuất phát từ quan điểm của chính chúng ta. Nếu chúng ta có thể thay đổi cách nghĩ, chúng ta có thể dễ dàng tiếp nhận và thưởng thức điểm tốt của người khác nhiều hơn, làm việc cũng hiệu quả và vui vẻ hơn. Vì thế, muốn đưa cuộc đời mình sang trang mới, bạn nên nhớ rằng mọi việc đều cần tuân theo quy luật 3 phần 7 để thuận lợi hơn. 3 cục 7 sẽ tạo nên số 10 đầy đủ hạnh phúc và viên mãn bạn nhé.